đây đồ sơn, non nước hoang sơ, một miền thiên nhiên kỳ thú tự nghìn xưa. Vươn ra biển hơn 5 km, bán đảo đồ sơn như một bảo tàng tự nhiên hội tụ biển đảo núi đồi rừng thông. Một miền tâm linh với những lễ hội ngàn tuổi như đêm thiêng hòn dấu. Chống hội rền vang, thành là huyên náo, tiếng hò reo vang dậy cõi thiên địa nhân trong mỗi khắp châu chọi, đồ sơn biển giã náo nức mỗi độ thu về. Hiếm có nơi nào sở hữu lớp lớp di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, những di tích lịch sử văn hóa quốc gia phong phú như vùng trời biển diễm lệ này. Nhưng đồ sơn cần được đánh thức để bật sáng xứng đáng với tiềm năng đất trời ban tặng. Nếu như hơn nửa thế kỷ trước, từ bến tàu không số ở eo biển này, lặng lẽ những người hùng của quê hương đã đưa những con tàu vượt đường mòn Hồ Chí Minh trên biển để làm nên cuộc trường chinh cứu nước vĩ đại. Nửa thế kỷ sau, những con người của đoàn quân năm xưa đang cùng cộng sự của mình làm nên một cuộc khai sơn phá thạch mới. Một trung tâm du lịch nghỉ dưỡng giải trí mang tầm vóc quốc tế với tổng diện tích lấn biển 120 hectare đang khoáng đạt và hào hoa, vẽ trên nền núi đồi xanh mát hướng ra đại dương. Với phong cảnh hữu tình và không gian văn hóa lịch sử đậm đặc mà nói chẳng quá, dừng chân ở đây bạn sẽ như gặp thiên đường. Biển đồ sơn hấp dẫn bốn mùa với du khách năm châu với thế giới nước hòn dấu. Biển nhân tạo lớn nhất châu Á, dòng sông lười uốn khúc, đảo dừa, bãi tắm sóng, bãi tắm mùa đông, khu tắm bùn, nhà hàng biển tạo nên một quần thể thế giới nước đa dạng của khu B dự án. Nằm kề bên bến nghiêng, nơi có bia đá ghi dấu ngày Hải Phòng sạch bóng quân xâm lược. Sát cạnh bến tàu không số, điểm mở đầu của đường mòn Hồ Chí Minh trên biển, và hòn dấu, ngọn hải đăng nổi tiếng bậc nhất của hàng hải Việt Nam trên biển Đông. Chiến địa năm xưa nay nở hoa, quần thể hòn dấu resort như một nốt nhấn lộng lẫy và lãng mạn cho trang mới của lịch sử miền địa linh. Hòn dấu Disney World cập nhật đổi mới liên tục công nghệ vui chơi giải trí hiện đại. Khách sạn bãi dứa phong cách cổ điển tiêu chuẩn 5 sao đáp ứng nhu cầu dịch vụ lưu trú đẳng cấp cao nhất. Hòn dấu resort sẽ là một trong những tâm điểm với những sự kiện văn hóa tầm cấp quốc gia, quốc tế. Trại sáng tác điêu khắc quốc tế Hòn dấu quy tụ nghệ sĩ trên 50 quốc gia và vùng lãnh thổ, để lại hàng chục tác phẩm điểm tô cho vườn tượng bên bờ biển. Những đêm đăng quang hoa hậu, Phong
Chỉ cần ở ngay hòn rú resort đã có thể thưởng thức đa dạng các loại hình văn hóa nghệ thuật. Khám phá thế giới lung linh sống động của đại dương cùng thủy cung Hòn Dấu. Trung tâm mua sắm huy hoàng bên cửa biển. Quần thể sân golf Hòn Dấu Resort. Nhà tập phát golf ra biển. Sân tập golf ngoài trời. Sau những phút thử trí cùng golf, bạn hãy thả mình thư thái. Hãy để mình được bao bọc bởi hương thơm của hoa hồng và tận hưởng công nghệ massage thế giới. Hòn Dấu Resort, nơi đây đã và đang được điểm tô để thành một thiên đường của Việt Nam. Một thiên đường vừa hoang sơ đến nguyên thủy, vừa hiện đại đến đỉnh cao của các thú vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng lý tưởng. Cổ tích chỉ dành cho người bước vào, mở cánh cửa hạnh phúc. Một không gian như dành riêng để những ngôi nhà trong mơ thành hiện thực. Từ đây đến với Cát Bà Thơ Mộng chỉ mất 15 phút nếu bạn dùng cano bay hoặc thủy phi cơ. Từ đây sang Macau, Hồng Kông hay những điểm du lịch trong và ngoài nước đều thuận lợi bởi các đường bộ, đường hàng không, đặc biệt là đường thủy với hệ thống các bến du thuyền và phương tiện giao thông thủy hiện đại. Trong một tương lai gần, khi con đường ô tô cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, đường xe lửa điện khí hóa Hà Nội-Hải Phòng khánh thành, Hòn Dấu Resort sẽ rất gần thủ đô Hà Nội và trở thành một điểm kết nối với tất cả các khu du lịch nghỉ dưỡng, giải trí trong nước và quốc tế. Vượt 400 mét sang bên kia là đảo Dấu Linh Thiêng, huyền thoại, một cây cầu vượt qua eo biển, nối đôi bờ. Rừng nguyên sinh ngàn năm thâm nghiêm, ngọn hải đăng đảo Dấu mang vẻ đẹp kiêu hùng giữa biển cả. Đại ngàn dịu nhẹ dù bóng hồn ta theo từng bước tiến vào vòng tay của rừng. Ngôi đền thờ cổ khiêm nhường là điểm tựa tâm hồn của ngàn vạn trái tim người Đồ Sơn bao đời. Bên cạnh việc bảo tồn nguyên vẹn rừng nguyên sinh Hòn Dấu và không gian của hòn đảo đặc biệt này, toàn bộ 57 hectare phần lấn biển sẽ tạo dựng khung cảnh mơ mộng của một tương lai gần. Đảo sẽ được mở rộng ra biển gấp 2 lần diện tích hiện nay để trồng rừng và điểm tô thêm những hạng mục du lịch nghỉ dưỡng thể thao quy mô lớn. Đa năng tiện ích sang trọng và khả năng đáp ứng cao các hội nghị thượng đỉnh cấp cao tầm quốc tế,
là tiêu chí đầu tư khu trung tâm hội nghị quốc tế Hòn Dấu. Không gian văn hóa được tiếp nối từ khu B, bán đảo Đồ Sơn tới khu A, Hòn Dấu, tạo nên thể liên hoàn rực rỡ tôn vinh các sắc màu nghệ thuật. Bạn có muốn bay bổng chinh phục thiên nhiên với các chuyên gia ở các câu lạc bộ thể thao trong nhà và ngoài trời? Vút bay, lướt cùng sóng bạc, bạn là một tiểu vũ trụ giữa biển rộng trời cao. Bãi tắm lưới công nghệ tiên tiến sẽ cho bạn cảm giác mạnh khi đạp trên lưới để thử thách với sóng gió vùng cửa biển. Sống ở Hòn Dấu Resort là thưởng thức, hưởng thụ cuộc sống. Ở đây có tất cả những gì thuộc về tiện nghi vật chất ở đẳng cấp cao nhất. Nhưng quan trọng hơn, vô giá hơn lại chính là cả một biển trời, non nước tuyệt đẹp đang chờ sẵn để dành tặng bạn. Lợi nhuận nhân lên từng ngày khi trời biển và con người nhiều mơ ước gặp nhau nơi Hòn Dấu. Công ty cổ phần du lịch quốc tế Hòn Dấu cùng quý vị chung tay vẽ ra thiên đường nơi trần thế.